Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy cùng đi theo mình nhé. Sẽ vào chi tiết tô màu nha các bạn. Như vậy việc mình cũng được kết thúc nha bạn. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video này mình sẽ làm một video là đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và
đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ tiếp tục câu hỏi. Xong rồi các bạn.